6 cách đơn giản để giải độc cơ thể của bạn tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cơ thể chúng ta đang phải đối mặt với vô số các chất độc hại từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tồn tại trong thực phẩm, nước uống, không khí và thậm chí là từ các sản phẩm hàng ngày mà chúng ta sử dụng. Những độc tố này có thể tích tụ trong cơ thể và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, từ suy giảm hệ miễn dịch cho đến các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, may mắn là cơ thể con người được trang bị một hệ thống tự nhiên để loại bỏ những độc tố này. Nhưng, như bất kỳ cỗ máy nào, hệ thống này cũng cần được bảo trì và hỗ trợ để hoạt động hiệu quả nhất. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá các phương pháp đơn giản mà bạn có thể thực hiện để giúp cơ thể thải độc một cách tự nhiên và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết từng bước để giữ cho cơ thể bạn luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nhé. 1. Uống đủ nước hàng ngày. Nước không chỉ đơn thuần là thứ giúp bạn giải khát, mà còn là một phần quan trọng trong việc duy trì sự sống và sức khỏe. Nước tham gia vào hầu hết các quá trình sinh hóa trong cơ thể, từ điều hòa nhiệt độ, bôi trơn các khớp, cho đến việc vận chuyển dưỡng chất và loại bỏ chất thải. Khi bạn uống đủ nước, cơ thể có đủ khả năng để sản xuất ra đủ lượng nước tiểu và mồ hôi cần thiết để thải các chất độc ra ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng vì các chất độc có thể tích tụ trong cơ thể và gây hại nếu không được loại bỏ kịp thời. Ngoài ra, nước còn giúp duy trì chức năng của hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ phân một trong những con đường chính để đẩy độc tố ra ngoài. Tùy thuộc vào khí hậu và mức độ hoạt động hàng ngày, lượng nước cần thiết có thể dao động, nhưng thông thường, bạn nên cố gắng uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Nếu bạn hoạt động nhiều hoặc sống ở những khu vực nóng bức, hãy tăng lượng nước tiêu thụ để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước. 2. Khởi đầu ngày mới bằng nước chanh. Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng không chỉ giúp bạn bắt đầu ngày mới với sự tỉnh táo mà còn kích thích quá trình thải độc của cơ thể. Chanh là một nguồn giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do. Axit citric trong chanh đóng vai trò như một chất xúc tác kích thích gan sản xuất mật, một chất cần thiết để tiêu hóa chất béo và loại bỏ các chất thải. Mật không chỉ giúp tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả hơn mà còn giữ cho đường ruột của bạn luôn sạch sẽ, từ đó hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, uống nước chanh cũng giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cải thiện sức khỏe tổng thể. Để tận dụng tối đa lợi ích này, hãy uống một ly nước chanh ấm ngay sau khi thức dậy và trước khi ăn sáng. 3. Thêm sinh tố xanh vào chế độ ăn, nguồn dinh dưỡng vàng cho quá trình thải độc. Sinh tố xanh đã trở thành một xu hướng phổ biến trong những năm gần đây và không phải ngẫu nhiên mà nó được ưa chuộng đến vậy. Những loại rau xanh như cải xoăn, rau bina và cần tây cùng với các loại trái cây như táo, chuối và kiwi là những thành phần giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình thải độc. Chất xơ có trong rau củ quả giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa bằng cách tăng cường chuyển động ruột, từ đó giúp loại bỏ chất thải một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong đậu xanh giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do và tăng cường chức năng gan, cơ quan chính chịu trách nhiệm thải độc. Bạn có thể dễ dàng chuẩn bị một ly sinh tố xanh mỗi sáng, thêm một chút gừng hoặc nghệ để tăng cường khả năng kháng viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Sự đa dạng của các loại rau củ quả không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào để khởi đầu một ngày mới. 4. Uống trà xanh, trà thảo mộc. Trà xanh không chỉ là một loại thức uống thơm ngon mà còn là một phương pháp thải độc tự nhiên hiệu quả. Trong trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, một hợp chất có khả năng thúc đẩy quá trình thải độc của gan và bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương. Trà xanh còn giúp tăng cường quá trình đốt cháy mỡ, hỗ trợ giảm cân và cải thiện sức khỏe tim mạch. Việc thay thế cà phê hàng ngày bằng trà xanh sẽ giúp bạn giảm lượng caffeine tiêu thụ, đồng thời cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe. Ngoài trà xanh, bạn cũng có thể thử các loại trà thảo mộc khác như trà gừng, trà bạc hà hoặc trà artiso. Những loại trà này không chỉ giúp thải độc mà còn có tác dụng thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe nữa nhé. 5. Tập thể dục đều đặn. Tập thể dục không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn là một cách hiệu quả để thải độc cơ thể. Khi bạn tập luyện, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi, qua đó loại bỏ các chất độc và muối dư thừa. Đồng thời, việc tập thể dục còn kích thích tuần hoàn máu,
giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải độc. Bất kể bạn chọn loại hình vận động nào, từ chạy bộ, đạp xe đến yoga, điều quan trọng là duy trì thói quen tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, các bài tập hít thở sâu và thư giãn giúp cơ thể giảm căng thẳng, cân bằng lại hệ thần kinh và tăng cường quá trình giải độc tự nhiên. 6. Hạn chế tiếp xúc với chất độc hại. Cuối cùng, nếu bạn muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh, việc giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn các chất độc từ môi trường xung quanh là vô cùng cần thiết. Điều này có thể bắt đầu từ việc lựa chọn thực phẩm sạch, không chứa hóa chất, tránh xa các sản phẩm chứa thành phần độc hại và giảm tiếp xúc với ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, căng thẳng cũng là một yếu tố có thể làm tăng mức độ độc tố trong cơ thể. Khi bạn căng thẳng, cơ thể sản sinh ra các hormone gây căng thẳng như cortisol, làm suy yếu hệ miễn dịch và giảm khả năng thải độc. Vì vậy, hãy tìm cách thư giãn, cân bằng cuộc sống và dành thời gian cho bản thân để giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Việc thải độc cơ thể không nhất thiết phải là một quá trình phức tạp hay tốn kém. Bằng cách áp dụng những thói quen đơn giản và lành mạnh hàng ngày, bạn có thể hỗ trợ cơ thể tự nhiên loại bỏ độc tố, giữ cho hệ thống miễn dịch luôn mạnh mẽ và cải thiện sức khỏe tổng thể. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, lắng nghe cơ thể và nuôi dưỡng nó bằng những gì tốt nhất để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay. Để lại một lượt thích và cảm nhận của bạn, để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi, ưng chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.